Xin chào các chị và các bạn ở thân mến. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với chủ đề chăm sóc da và mình sẽ chia sẻ với các chị em một loại mặt nạ giúp trị nám, tàn nhang, trắng da cực hiệu quả tại nhà từ các nguyên liệu rất đơn giản như cần tây kết hợp với đu đủ và sữa chua. Cần tây không chỉ là một loại rau ngon đem lại giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe mà còn có tác dụng như một loại mỹ phẩm để làm đẹp, mang đến cho chị em chúng ta một làn da trắng sáng, mịn màng, giảm nám, tàn nhang và trị mụn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ bí quyết này để các chị em chúng ta cùng áp dụng. Với cách thực hiện như thế nào thì mình xin mời các chị và các bạn cùng mình thực hiện nhé. Nguyên liệu để chuẩn bị cho hai lần dùng thì đây mình có chuẩn bị 1-2 nhánh cần tây loại vừa. Với phần cần tây sẽ ngâm với nước muối thật sạch và để ráo nước. Từ 50-80g đu đủ chín. Đối với phần đu đủ thì sẽ gọt vỏ, bỏ hạt. Đối với sữa chua thì mình có sử dụng là loại không đường. Đầu tiên, đối với cần tây và đu đủ đã được chuẩn bị thì sẽ cắt nhỏ và cho vào máy xay sinh tố và đem đi xay mịn. Với hỗn hợp cần tây và đu đủ thì mình sẽ cho ra một cái chén. Đó thì mình sẽ cho 2 thìa cà phê sữa chua không đường vào. Sẽ khuấy đều. Và mình đã thu được hỗn hợp mặt nạ. Với hỗn hợp mặt nạ này thì bây giờ mình sẽ bỏ trong ngăn đá của tủ lạnh trong thời gian là 15 phút và mang ra sử dụng nhé. Đối với cần tây là một loại rau củ, khi sử dụng làm mặt nạ dễ gây kích ứng và mẩn ngứa ứng, nên trước khi lắp mặt nạ thì các chị và các bạn nên vệ sinh bằng nước ấm, có pha thêm nước muối loãng để vệ sinh da mặt trước khi đắp, sẽ làm giảm triệu chứng dị ứng và mẩn ngứa. Da mặt đã được vệ sinh và lau khô, sẽ đắp mặt nạ thư giãn trong thời gian là 20-30 phút. Sau thời gian 20 phút, đắp mặt nạ sẽ rửa lại với nước ấm thật sạch và lưu ý cho mình là sẽ không rửa bằng sữa rửa mặt nhé. Với phần mặt nạ còn lại thì nên bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh để sử dụng cho lần tiếp theo. Trong cần tây có chất oxy hóa, cung cấp nước, làm dịu da, có hàm lượng canxi, sắt, phốt pho, khi làm mặt nạ trị nám, tàn nhang rất chi là hiệu quả. Trong đu đủ có hàm lượng vitamin C rất cao, có tác dụng làm trắng, làm mờ đốm nâu và cung cấp nước cho da. Trong sữa chua có các chất kẽm, canxi, vitamin nhóm B, axit lactic giúp lấy đi tế bào chết và dưỡng ẩm làm trắng da. Với các thành phần có trong cần tây, đu đủ và sữa chua, khi kết hợp với nhau sẽ cải thiện những sắc tố đen làm sậm da, nuôi dưỡng làn da trắng sáng mịn màng, thì các chị em phụ nữ nên sử dụng 2-3 lần trên một tuần để mang lại hiệu quả cao và sẽ kiên trì sử dụng trong thời gian là 2 tháng trở lên để có một làn da sạch nám và khỏe mạnh. Và bây giờ video thực hiện bí quyết làm sạch nám, tàn nhang, trắng da có sự kết hợp giữa cần tây, đu đủ và sữa chua của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các chị và các bạn đã luôn theo dõi kênh và hẹn gặp lại các chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ thực hiện một video cách trị mụn ẩn tại nhà mà không cần sử dụng các loại mỹ phẩm, trả lại làn da trắng sáng mịn màng. Mời các chị và các bạn cùng đón xem. Để tiện đón xem các video tiếp theo thì mình xin mời các chị em cùng đăng ký kênh phía bên dưới để ủng hộ kênh và nhận được các video mới nhất của mình nha.